Hello mọi người, lại là mình Sunny đây. Ok, đến hẹn lại lên. Hôm nay là một mùa V-Pass mới. Và không biết là mọi người đã có ai mua nó chưa. Mình thì đến bây giờ mới được nhà phát hành game gửi cho cái vé để mở cái gói V-Pass nè. Mà mọi người biết sao không? Nhắc tới cái bộ đồ V-Pass mùa này á, là tôi lại buồn quá mọi người. Vì cái bộ đồ V-Pass mùa này á, là về xúc xích. Mọi người xem này, mùa hot dog phúng phính. Trời ơi, đồ là toàn hot dog luôn á. Thế nên là ngày hôm qua thì cái đảo kho báu nó mới mở bộ đồ là bộ đồ chai mù tạt với chai thương cà. Nhưng mà mọi người biết sao không? Tôi xài hết bao nhiêu 40 cái sản cam nè, 30 cái khoan với là mấy chục cái sản thường đó, là hơn cả 200 lần đào. Nhưng mà tôi không có ra cái rương nào hết. Ngó đau khổ chưa? Người ta có tận 4 món mà tôi không có ra một cái rương nào hết. Thôi tạm gác cái nỗi buồn đó qua bên, bây giờ mình cùng mở gói V-Pass này xem thử là cái mùa này có, nó có đẹp hơn cái mùa cũ không nha. Ok, vô vô vô. Đầu tiên thì phải để cho mình nhận cái điểm của V-Pass và cái vé đó đã. Đầu tiên là cái vé nha. Sau tới là 3.000 điểm vương miện. Yeah, trời tôi mở hết rồi nè mọi người. Thì vẫn như thường lệ, bây giờ mình sẽ mở cái phần ở trên trước nha, là cái phần bé VIP này nè. Ôi mọi người, cái đầu tiên. Trời ơi, cái đầu tiên mà đã được xe rồi hả? Cái gói đợt này nó xịn quá vậy. Nó có phương tiện xe nha mọi người. Xe hộp đồ ăn, chiếc xe của bánh mì xúc xích đã dùng để chạy trốn khỏi cửa hàng. Ủa, chắc là tự nhiên cái người ta nhân hóa cái hot dog lên có thể hoạt động như một con người nên là phải chạy trốn á. Thì cái xe này nó giống như là cái hộp bên ngoài mà hay đựng mấy cây hot dog đó mọi người kìa. Nhưng mà cái xe này sẽ chạy được nha. Lát nữa tôi sẽ chạy thử cho mọi người xem. Tiếp theo là một cái giày hot dog. Cái giày này thì tôi thấy là giống như là cái kiểu mà bánh mì kẹp salad với là cà chua rồi đó. Cẩn thận để không làm đổ tương khi bước đi nhé. Trời ơi, nhắc tới tương tôi lại nhớ tới cái chai tương cà ngày hôm qua quá. Một cái kính râm hot dog, trời ơi xịn quá em ơi, nhìn vô cái không thấy đường luôn á. Kính râm hot dog muốn tránh tất cả các loại tương. À, sợ tương xịt vô mắt đúng không? Thế nên là đeo kính đúng không mọi người? Trời ơi, đeo vô cái hết đập chai liền à. Buồn ghê á. Và đây một bộ đồ hot dog bánh mì xúc xích Big D kìa. Mình sẽ là hóa trang thành một cái chiếc xúc xích và mình chạy quanh cái khu plaza nha. Mà mọi người có thấy không, dạo này game rất là hay cho ra mấy cái bộ đồ ăn luôn á, với thông điệp là ăn em đi á. Lọ tương đồ chơi, đừng lo không dính vào quần được đâu. Lọ tương đồ chơi, không biết là cái này mình có xịt ra được không ha mọi người, hay là cái này để trang trí ta. Lát nữa Nhi sẽ thử cho mọi người xem nha. Cái rổ để tương này dễ thương quá vợ. Cái này chắc trang trí ha mọi người. Cái này chắc để đồ trang trí nè, nhưng mà nhìn xinh ha. Nhìn có cái cốc, có mấy cái ống hút ở trong dễ thương chưa kìa. Tiếp theo một cái tủ chân hot dog. Ui cái máy này có làm được đồ ăn không ta, hay là chỉ để trưng thôi. Ui nhưng mà nhìn nó xịn đó, trưng những chiếc bánh mì xúc xích ngon lành. Ờ không, cái này chắc là chỉ để trang trí thôi đó mọi người. Nhưng mà nhìn xịn ha, nhìn như là cái tủ mà đựng bánh bên bánh mì đó mọi người. Mặc dù là tôi không có hứng thú với cái bộ đồ lắm, nhưng mà cái đồ trang trí trong cái gói V-Pass này cũng khá là đẹp đó mọi người. Vũ công không khí xúc xích. À mấy mọi người có biết cái này không? Mọi người có biết cái con này ở nơi mấy cái chỗ mà điện máy xanh hoặc là mấy cái chỗ mà cửa hàng điện thoại rồi đó, là nó hay có mấy cái con thú này để kiểu thu hút người đi qua đường nhìn thấy á. Thì ở đây cũng vậy nha, trước cái cửa hàng xúc xích thì sẽ có một cái vũ công múa múa như thế này. Cái này là do có bơm hơi ở phía dưới nên là nó mới quẹo qua quẹo về như vậy đó mọi người. Ủa cái này chắc phải buồn cười lắm. Và tiếp theo là bảng hiệu LED hot dog. Ui trời ơi, ui là trời. Cái này là tôi thấy, cái này là tôi nghĩ là tôi phải xây một cái tiệm hot dog ở trong cửa hàng tôi rồi. Có khi nào tôi sẽ xây cái tiệm hot dog này ở trên cái tiệm bánh mì của tôi không mọi người ha. Trời ơi, một cái giường hộp đồ ăn nha mọi người, thêm một cái giường nữa hả? Ủa nhà có hai cái giường rồi, giờ thêm cái giường nữa. Không sao, mình bán VIP nha mọi người. Không sao, mình sẽ chia ra ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư nằm cái giường bên kia, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật nằm cái giường này. Trời ơi, thấy cái giường là thấy êm rồi đó. Thấy cái giường là thấy rất là mà lèm, vừa ngủ vừa mơ đồ ăn rồi đó. Và món cuối cùng đó chính là gấu hot dog. Trời ơi, con gấu cũng hóa trang thành cái cây hot dog nha mọi người. Wow, dễ thương. Ok, giờ Nhi sẽ nhận cái vé free ở dưới nha. Thì trước tiên Nhi sẽ nhận tiền cái đã. Wow,
Ok, sau khi nhận hết tiền và kim cương của cái gói free rồi thì bây giờ tôi sẽ mở cái hộp thường và hộp cao cấp với hộp sang trọng nha mọi người. Tôi mệt mỏi với cái nhân phẩm tôi lắm mọi người ạ. Nhưng mà thôi, cái này là cho thì mình nhận thôi chứ biết sao giờ đúng không? Trời ơi mọi người, cái hộp thường đầu tiên mà đã được nhận có luxury rồi nè. Kính râm đỏ đầy sao, có một vũ trụ lấp lánh trong kính râm. Ui, mới có cái kính xúc xích hồi nãy chưa có kịp mang mà bây giờ có thêm một cái kính nữa. Wow, trời ơi, gói hộp đầu tiên mà thấy khởi sắc vậy ta. Không biết hộp thứ hai có được khởi sắc như hộp thứ nhất không ta. Mọi người nghĩ sao? Tôi nghĩ không rồi đó. Trời ơi, cái bồn tắm cho thuốc cân. Tôi không nói là nhà tôi có 4 năm cái bồn tắm cho thuốc cân rồi đâu nha em. Chó nhà chị nó tắm, người chó người ta là một tuần tắm 2 lần, còn chó nhà chị ngày tắm 2 lần đó mọi người. Nó nhiều bồn quá mà. Cái hộp cao cấp nè, nhưng mà cũng được mọi người ha. Nói chung là nó không có khối thì mình cũng vui rồi. Mặc dù là nó trùng đồ. Mới nói xong, thêm một cái trùng đồ nữa, tôi có cái băng đô ăn tan xoáy này rồi đó mọi người. Tôi có rồi. Wow. Và cái hộp sang trọng thì nó ra khối. À lộn, cái hộp cao cấp chứ, cái hộp cao cấp thì nó ra khối. Thật là vui. Thôi, mong là cái hộp cao cấp thứ hai nó sẽ vớt vát được tình hình này đúng không mọi người. Không lẽ là cái hộp đầu xui rồi cái hộp thứ hai cũng xui đúng không? Game đúng rồi, game nói đúng rồi đó. Game nói là xui thì phải xui cho cách trọn bộ, đúng rồi. Đã hai hộp đầu hơn rồi thì hai hộp sao phải xui thôi nhi. Nhi không có sự lựa chọn nào khác hết á. Không lẽ giờ hộp sang trọng mà nó xui đúng không mọi người? Mỗi lần mình nói công này là y như rằng nó xui nè. Thôi, mình chấp nhận nó xui đi. Mình chấp nhận cái sự xui xẻo của mình đi ha. Cái sự nhân phẩm không được cao của mình. Ok, tiền. Trời ơi, đầu phân dễ thương. Quá, cái này tôi chưa có. Nhưng mà nhìn này, nhìn cái đầu này hơi mùi nha. Giờ cái tóc tôi có mùi thơm đó chứ. Mùi thơm gì đó. Thôi nữa. Trời ơi, đồng phục cà vạt. Trời ơi, cái này tôi chưa có. Gì chưa có là được rồi, quá tuyệt vời. Hôm nay cũng được đó mọi người, mặc dù là nó không có quá trời hơn nhưng mà nó cũng xịn. Công nhận cũng được ha. Rồi ok, bây giờ ra sắp xếp mấy cái món đồ mà tôi vừa mở. Trước tiên là để tôi cất mấy cái đồ trong cái mùa V-Pass cũ đi đã nha. Tôi sẽ trang trí nó sau để em mở cái bộ trang trí mới á. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đem cái bộ mới ra xem thử là có những cái gì nha. Đầu tiên là cái con vũ công không khí xúc xích này. Trời ơi, nhìn nó chưa múa đó mọi người, chuẩn bị nó múa cho mọi người xem nè. Bên cạnh đó là một cái giường. Ui, cái bảng hiệu này to thế. Bạn gấu hot dog nè, nó sẽ tung mấy cái tour ra đó. Cái kệ này cũng cao, cũng to quá mọi người. Ui, cái khay này bé thế. Là trời, nó bé xíu luôn ấy. Cái kệ này là nó chỉ để trang trí thôi nha. Còn cái khay này cũng vậy, mặc dù nó rất là xinh mọi người xem nè. Mặc dù nó rất là xinh nhưng mà nó nhỏ xíu à. Mọi người để ý kỹ ở phía bên này nè mọi người. Nó còn bốc cái khói lên ấy, trên cái đầu của con gấu này nè. Nó bốc cái khói lên kìa mọi người, như là hot dog đang nóng á. Còn đây là cái giường nè mọi người. Cái giường cũng không có bự lắm nhưng mà nó dễ thương ha. Nó vừa cái người tôi luôn á. Cái cỡ này là người lớn thì cũng ở được đó. Còn qua cái con này, mọi người coi nè. Trời ơi, nhìn nó kiểu hài hước của mọi người á. Coi kìa. Ok, còn để tôi mặc cái bộ đồ hot dog vô đã nha. Có cái bộ đồ này, nó không có cái mũ là vì nó đã kín luôn cái đầu rồi mọi người. Cái kính nè, đâu. Đây nè, đây dài nè. Trời ơi mọi người. Để cho nó múa thử. Nhìn nó múa đi mọi người. Là trời, coi nó múa kìa. Đáng yêu. Để coi cái bản hot dog này bật đèn lên được. Trời, chắc tôi phải xem một cái cửa hàng hot dog quá mọi người ơi. Rồi, để xem đang ngoài trời coi thử là cái xe hot dog nó có chạy được không nha. Ok, lấy cái xe ra thôi. Cái xe đâu nhỉ? Cái xe đây. Nó chạy nhanh thế mọi người, nó chạy nhanh lắm ấy. Sao nó chạy nhanh vậy? Tôi cứ nghĩ là nó cứ rề thôi mọi người. Mà cứ nhìn cái tướng nó nằm ở trên cái xe kìa mọi người. Nhìn cái tướng hưởng thụ quá mọi người. Cái tướng phê quá à. Đáng yêu quá. Tốc độ 4.5 luôn. Cái xe của mình, để coi cái xe mình hay chạy là 5.5. Cái xe 4.5 thì nó bằng
nó bằng cái này chưa? Chưa luôn. Nó bằng cái này chưa? Cũng chưa luôn. Ôi công nhận 4,5 là đỉnh đó nha mọi người. 4,5 là cũng rất là ra gì với này nọ đó nha. Trời ơi bé ơi, cái xe này xinh quá đi. À còn một cái công cụ đồ chơi nữa. Còn một cái công cụ đồ chơi nữa mọi người. Đây. Ui, ui mọi người, cái này xịt đó được nè. Lắc lắc xong xịt ra. Ua, trời ơi xịn quá. Cái này đi trêu bạn bè chắc vui lắm nè mọi người. Trời ơi, xinh quá mọi người ơi. Theo cái ý kiến của mình là bộ này rất rất là đáng mua nha mọi người. Nó có cái giường nè, rồi nó có cái con thú quậy 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 này đáng yêu quá nè. Rồi nó còn có cái xe xịn và có thêm cái đồ chơi xịn này nữa. Mọi người ơi, cái bộ này thật sự là nên mua nha. Trời ơi, quá trời đỉnh luôn. Xong cái hộp V-Pass mùa này thì mọi người cũng biết rồi đó. Thay thế cho cái hộp mà bộ đồ dân tộc gì đó trong cái hộp bốc thăm này nè, nó vừa hết thì nay đã có hộp mới rồi. Thì hộp lần này là hộp nhân viên làm thêm bận rộn nha, kiểu như là nó đăng theo cái mô típ cửa hàng hot dog á, nên là nó làm tất cả mọi thứ đều liên quan đến đồ ăn luôn. Thì đây cũng là cái nhân viên phục vụ đồ ăn ở trong cái cửa hàng đó đó. Đó thì nó sẽ có cái bộ đồ của bạn này dễ thương quá mọi người ha. Trời ơi, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ khó mở ra lắm. Mong là mọi người sẽ sớm mở ra được nha. Bây giờ tôi cũng thử vận may xem thử là hôm nay có mở ra được món gì không. Hộp đầu tiên, ra đồ ăn. Hộp thứ hai, ra đồ ăn. Hộp thứ ba, ra đồ ăn tiếp cho coi nè. Đó, biết ngay mà. Hộp thứ tư thì sao? Cũng ra đồ ăn. Hộp cuối cùng mọi người ơi. Yeah, và ra đồ ăn tuyệt vời quá mọi người. 5 lần đều ra đồ ăn, đúng là nhân phẩm của Xuân Nhi, không làm mình thất vọng. Ok, vậy là đã kết thúc cái mùa V-Pass mùa này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây, đừng quên để lại cho Nhi một like nha. Tạm biệt mọi người, sayonara. Còn bây giờ thì Nhi phải đi ngủ đây.